không gì là quá khó. Kaio chiến đấu với sức mạnh to lớn và lòng dũng cảm. Capit là anh hùng, hạ gục mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Lan tỏa xúc tu thật dễ thương, là siêu kỹ năng của công chúa Dudu. Với sức mạnh to lớn, robot Algo tung hoành trong trận chiến. Và khi thành phố cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng đứng lên, chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Dũng cảm xông lên, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và bảo vệ vùng đất của chúng tôi bất chấp tất cả. Những anh hùng nhỏ trong một cuộc chiến lớn, bởi vì chúng tôi là biệt đội tò mò. Tập 10, Chúa Nhẫn tới đây. Hả? Cái gì đây? Kaio, đây không phải móc chìa khóa chân to của cậu à? Hóa ra là nó ở đây à? Đây là món đồ chơi mà tớ ghét nhất. Tớ không muốn nó. Thật tiếc tớ không phải là chó, không thì tớ đã chôn nó trong một cái hố. Chẳng trách sao Capit ghét nó. Đó là lúc Chúa Nhẫn bắt đầu quấy rầy cậu ấy. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng đến với buổi biểu diễn tối nay. Tiếp theo, đoàn kịch của chúng tôi sẽ tự hào giới thiệu với bạn con thú bí ẩn nhất trong rừng nhiệt đới, chân to hung dữ. Hãy nhìn xem, thật là một sinh vật man rợ và mạnh mẽ. Nó giống như một con ngựa phi nước đại, nghe như tiếng sấm nổ và có sức mạnh rất lớn. Đó là sự hiện diện. Khán giả thân mến, ôi, ai làm thế vậy? Ông nghĩ ông đang đùa với ai? Đó rõ ràng là một con gấu. Thật là quá đáng. Đồ gian lận, hoàn lại tiền cho chúng tôi. Mọi người hãy bình tĩnh. Đó chỉ là một trò đùa thôi. Trả lại tiền đây. Trả lại tiền đây. Phải, trả lại tiền cho chúng tôi. Ôi không, mình phải tìm chỗ trốn thôi. Trả lại tiền đây. Trả lại tiền đây. Trả lại tiền đây. Trả lại tiền đây. Đứng lại đó. Trả lại tiền đây. Hả? Ông ta đi đâu rồi? Trời ạ! Mọi người đi hết rồi. Suýt nữa thì bị bắt. Cảm ơn lòng tốt của cậu. À, các cậu, tôi nghĩ chân to của ông trông giả lắm. Ông còn tự mình làm lộ đồ hóa trang nữa. Vì chúng ta đều biết chân to không có thật, tại sao ông lại nhắc đến chân to trong buổi diễn? Các cậu nghĩ rằng bắt được chân to dễ như vậy ư? Còn gấu đen của ta biểu diễn tốt như chân to, họ không biết trân trọng điều đó. Tìm chân to thật vô cùng nguy hiểm, vì sự an toàn của chính ông. Đừng cố gắng làm điều đó. Tôi khuyên ông nên trình diễn tiết mục khác. Hừ, sao các ngươi dám coi thường ta? Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Bầu không khí của cuộc sống bình thường ở thị trấn nhỏ của chúng ta gần đây đã được làm sống động bởi một chương trình xiếc nổi tiếng. Bây giờ, hãy phỏng vấn người tổ chức chương trình này. Chúa Nhẫn, cái này là cho cháu. Cảm ơn ông. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Chúa Nhẫn, ông đã trở lại và đạt được thành công lớn. Bí mật của ông là gì? Tôi cung cấp những thứ đáng tiền. Và lần này, chân to thật đã ở đây. Ồ, đó là một khám phá lớn. Chẳng trách mọi người đổ xô đến đây. Đừng quên mua quà lưu niệm của chúng tôi.
Không ngờ chú nhận đã thực sự tìm được chân ta. Và buổi diễn của ông ấy có vẻ thành công, đúng. Hay hơn buổi biểu diễn của gấu đen. Nhưng đưa một loài động vật hoang dã lớn như vậy vào khu vực thành phố là rất nguy hiểm nếu vượt khỏi tầm kiểm soát. Thôi đi. Trông không ổn chút nào. Có vẻ chân to đã nổi cơn thịnh nộ. Nó đang chạy về phía chúng ta. Tín hiệu vệ tinh tạm thời không khả dụng. Mong quý vị thông cảm. Có vẻ như thành phố cần chúng ta. Không sợ hãi. Biệt đội tò mò tới đây. Kích hoạt thiết bị biến hình. Kaio biến thành hành động. Capip biến thành hành động. Algo biến thành hành động. Xe tiên phong sẽ chạy trên mặt đất, chuẩn bị cho chiến đấu trên bộ. Biệt đội tò mò lên đường. Nghe lời đi, con gấu kia. Ồ, cái này sai rồi. Bây giờ ngươi nên tuân theo mệnh lệnh của ta, đồ con vượn to xác. Cái này cũng không đúng. Bạch tuộc to xác, linh miêu to xác, đồ con lợn to xác. Trời ạ, à, sao không có viên ngọc nào tương ứng với chân to chứ? Biệt đội tò mò, cứu ta với. Ta không thể giữ lâu hơn được nữa. Đu đu, tìm cách để cứu chúa nhẫn. Algo Capip, chúng ta đi đánh bại chân to nào. Tớ có thể hạ gục tên to xác này chỉ bằng một đòn. Tia chớp. Này cậu bạn to xác, tới chơi với tôi nào. Đây, cậu có thể giữ nó. Không phải cậu ấy quá vô trương sao? Điều này sẽ làm cạn kiệt sức chịu đựng của chân to. Đó là một kế hoạch tốt. Chà, đúng là một chương trình tuyệt vời. Rất thú vị và hài hước. Thật là một chương trình tuyệt vời. Sao, cậu không thể theo kịp tôi à? Tới đi. Tôi sẽ không để cậu bắt tôi đâu. Tôi ở đây này. Cậu không bắt được tôi đâu. Cái gì? Tia chớp.
buổi biểu diễn đã kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Cảm ơn. Cảm ơn. Thật là xuất sắc. Với kỹ năng của cậu và chương trình cậu thực hiện, cậu là một ngôi sao siếc bẩm sinh. À, không. Bây giờ tại sao cậu không tham gia? Không, cậu phải tham gia gánh siếc của tôi. Cậu là Capit, tia chớp, sinh vật nhanh nhất trên trái đất. Cậu nghĩ sao? Nghe ngầu đấy chứ. Cậu là ngôi sao của tôi, hy vọng của tôi. Xin hãy bình tĩnh. Tôi không muốn trở thành một chú hề siếc. Hãy để tôi đi đi. Tia chớp. Này mèo con, mèo con. Bên cạnh đó, như ông đã thấy, ngoài việc là niềm hy vọng của ông, tôi cũng là niềm hy vọng của cả thị trấn, biệt đội tò mò cần tôi. Nó thực sự là trường hợp cho nhiệm vụ này. Vì vậy, chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Hả? Nghe lời ta, mèo con. Nói với ta rằng, ngươi sẽ tham gia rạp xiếc của ta. Hả? Cậu đang làm gì vậy? Cậu thật kỳ lạ. Cây gậy thần được khảm đá quý tương ứng để điều khiển các loài động vật khác nhau. Tại sao nó không hoạt động? Đây là viên ngọc để điều khiển mèo mà. Nhưng Capit không phải là một con mèo bình thường. Hừ, đúng thế. Tôi không ngờ ông lại đối xử với ân nhân của mình như vậy. Vì ngươi đã giúp ta một lần, thì hãy giúp một thể đi. Thuyết một con mèo tham gia rạp xiếc của ta. Nhớ lấy lời của ta. Ta sẽ tìm cách khiến ngươi tham gia gánh xiếc của ta. Cứ đợi đấy, ngôi sao. Chúng ta không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào sau sự cố đó. Tin sốt dẻo đây. Con hà mã bị mất tích trong sở thú đột nhiên xuất hiện ở trung tâm thương mại thị trấn nhỏ của chúng ta. Tình thế vô cùng nguy cấp. Xin hãy tìm nơi ẩn nấp. Chúa nhẫn lại gây rắc rối nữa rồi. Biệt đội tò mò, đến lúc chúng ta lên đường rồi. Không sợ hãi. Biệt đội tò mò tới đây.